Xin kính chào quý vị. Tôi là Anthony Phạm, giám đốc công ty Thẻ Xanh. Đã lâu ngày nay tôi muốn gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe cho quý khách của công ty Thẻ Xanh. Đồng thời tôi cũng muốn cảm ơn quý vị rất nhiều đã giới thiệu cho khách làm hồ sơ bảo lãnh vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, con cái, fiancé, vân vân. Xin quý vị lưu ý công ty Thẻ Xanh cũng làm hồ sơ quốc tịch Mỹ, thi tiếng Anh, tiếng Việt, miễn thi, đổi thẻ xanh, gia hạn hộ chiếu Việt Nam, hộ chiếu Mỹ, hồ sơ du học, du lịch. Xin quý vị lưu ý, công ty Thẻ Xanh không phải là văn phòng luật sư. Công ty Thẻ Xanh luôn luôn có nhân viên mặc áo xanh lá cây. Logo bên phải có số điện thoại của công ty và váy đen. Xin quý vị đừng nhầm lẫn. Xin cảm ơn quý vị.